Hãng điện thoại di động retail đã chính thức có mặt ở Việt Nam. Trong lần đổ bộ này có 5 model chính trải khắp ở phân khúc tầm trung, với điện thoại rẻ nhất có giá từ 990.000 đồng cho đến 5.990.000 đồng. Ở thị trường Nhật Bản, Freetel là cái tên dẫn đầu với 56% thị phần smartphone SIM free. Đây là phân khúc người tiêu dùng muốn tự do lựa chọn nhà mạng. Freetel là thương hiệu tuy còn lạ lẫm đối với thị trường Việt Nam. Tuy nhiên ở triển lãm CES 2016 vừa qua, các sản phẩm của hãng này được đánh giá khá cao về thiết kế cũng như giá thành sản phẩm so với chất lượng. Được thành lập từ năm 2012, cho đến nay hãng điện thoại này đã có 10 model khác nhau và thu hút được sự quan tâm đối với thị trường nội địa Nhật Bản. Với giá phải chăng, Freetel đã đến và được đón nhận ở nhiều thị trường smartphone lớn khác như Mỹ, Canada, Mexico, Peru, v.v. Ở Đông Nam Á, Việt Nam là một trong những thị trường được Freetel coi là trọng điểm và đặt tham vọng lớn. Bạn đã biết các sản phẩm của Nhật Bản thì tuy rằng chất lượng rất tốt nhưng mà giá bán rất cao. Và trong cái bối cảnh mà thị trường ấy, thường xuyên nó thay đổi một cách nhanh chóng, mà đặc biệt thị trường Việt Nam có rất nhiều người trẻ mà năng động, thì cái yêu cầu về điện thoại khác nhau thì lại càng lớn nữa. Thì chúng tôi cung cấp là một cái nhà mà sản xuất từ Nhật Bản, thì chúng tôi cung cấp những sản phẩm với chất lượng cao theo tiêu chuẩn của Nhật Bản, với rất nhiều mức giá khác nhau, từ những mức giá từ gần 1 triệu đồng trở lên. Và các bạn như vậy là người tiêu dùng có rất nhiều các lựa chọn khác nhau trong các cái mức giá khác nhau. Và đồng thời khi mà người tiêu dùng mua các sản phẩm của chúng tôi rồi thì chúng tôi thường xuyên lắng nghe các ý kiến của khách hàng, những cái feedback của khách hàng, để mà từ đó không ngừng cải tiến, nâng cao những sản phẩm của mình, cung cấp những cái sản phẩm mà phù hợp yếu khách hàng với một tốc độ mà nhanh nhất có thể được, để mà từ đó thỏa mãn những cái nhu cầu mà mới phát sinh của khách hàng. Và cái điều này thì chúng tôi đang thực hiện tại Nhật Bản và chúng tôi cũng sẽ thực hiện tại Việt Nam. Trong lần ra mắt ở Việt Nam có 5 sản phẩm từ phổ thông cho đến trung cấp của Freetel được ra mắt. Đồng thời hãng cũng giới thiệu DigiWorld sẽ là nhà phân phối điện thoại retail tại đây. DigiWorld là một trong những nhà phân phối điện thoại di động lớn nhất tại Việt Nam, có hơn 6.000 hệ thống cửa hàng trên toàn quốc và cũng là một trong top 3 nhà phân phối ICT, top 50 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam.